Chào các bạn, đây là cái khuôn mặt cũ của mình. Cho có một clip mình đã show cho các bạn cái khuôn mặt này được nhiều bạn hỏi. Đây thì cái khuôn mặt của mình, nguyên gốc của nó, cái bản đầu tiên nó như thế này đấy. Thật ra là bản thứ hai, bản đầu tiên mình làm bị lỗi, mình vứt đi rồi. Cái bản thứ hai thì mình làm theo hình thức như này, nó không được đẹp lắm. Mình xem trên mạng thì rất nhiều bạn, các anh chị, các anh đang làm được cái dạng xoay xoay ấy, rất là mình cũng rất là mê, nhưng mà mình cũng là mình xem đi xem lại, mình cũng không hiểu, mình không làm được. Mình làm cái khuôn mặt theo kiểu như là khoan cái lỗ này thì hồi đầu không có kinh nghiệm, mình khoan cái lỗ nó to quá, nó hút thì hút rất là nhanh, nhưng mà nó hút luôn cả cám các bạn, thấy cũng hơi bất tiện, không ưng ý lắm. Thì hôm nay thì tranh thủ ở nhà thì mình sẽ nghĩ mình sẽ làm lại cái khuôn mặt này các bạn nhé. Thì mình sẽ bỏ cái này đi. Đây là cái nguyên bản, cái phiên bản thứ hai của mình đây, thì nó không xoay được các bạn, rất là chặt. Thì nước nó sẽ ở đây thì mình thấy cái hút nó rất là nhanh, nó hút cũng rất là tốt, mặt hồ mình không có váng đâu nhé. Thì bạn xem lại clip bạn thấy nó hút rất là mạnh, nước nó chảy qua cả cái khe này các bạn, nhưng mà nó hút lúc mình cho ăn thì nó hút cả cám rồi. Thì bây giờ mình nghĩ mình sẽ làm một cái phiên bản mới như thế này. Cái ống thoát của mình thì nó sẽ thông sang đây, thông thẳng sang đây nhé. Không dùng bơm, mình hút theo tranh được áp suất thôi. Thì mình sẽ giữ lại nguyên cái phút 75. Mình lắp thêm một đoạn ống ống nối vẫn 75 nhé. Như thế này, rất là chặt rồi đúng không ạ? Sau đó thì mình mua một cái co từ 0,75 mà là 60-90 các bạn nhé. Mặt là mặt 90. Còn cái co đó là co 60. Tại sao lại là 0,75? 75 thì nó sẽ dính vào rất là chặt các bạn ạ. Nó vừa luôn thì rất là chặt, nó cũng xoay được. Nên là mình mua nhỏ đi một ít, thì mình mua 60 thì mình đặt vào thì nó như thế này. Mình hy vọng một tí nữa thì nó, khi mình vào xem nữa thì nó sẽ xoay, thì nó đẹp đẹp mắt một tí các bạn nhé. Đấy, mình sẽ thử xem nhé. Và nếu như mà thất bại là nếu mà thất bại thì mình sẽ làm lại cái phương án là mình sẽ ra chạy ra mua cái co 75 nhé. Bây giờ mình sẽ vào mình khoan lỗ để xem nó có hút được không. Các bạn cùng chờ nhé, chờ cho mình sẽ khoan nhé. Này là 90-60. Bây giờ mình vào mình khoan nha. Sẽ hơi thắc mắc là cái này liệu nó có chìm được không ấy. Lúc đầu mình cũng lo là nó sẽ nổi trên mặt nước, thì khi mà nước nó dành lên thì nó sẽ đẩy lên. Nhưng thật ra thì mình thử cho các bạn xem nhé. Mình thả xuống mặt nước thì nó chìm ngay các bạn ạ. Rất là nặng, cầm trên tay nó đã nặng rồi, nên mình thả xuống nước thì nó vẫn chìm, nên mình nghĩ là không sao đâu. Bây giờ mình vào mình khoan lỗ các bạn nhé. Đây là khoan bốt của mình mua, mỗi một, dùng mỗi mục đích là để về chế các cái đồ về bể cá thôi các bạn ạ, cũng chưa làm cái gì cho gia đình cả. Nhà mình ở một mình thì cũng chả cần thiết lắm, vẫn mới tinh các bạn ạ. Bắt đầu khoan nhá. Trước tiên thì mình sẽ đánh dấu cái mức nước cao nhất của hồ, đây là cái mức này. Sau đó thì mình dùng hút dạ chấm để lấy điểm để khoan các bạn nhé. Lấy cái chun này để làm mức cho nó tròn, nó đều. Bọc cái dây chun vào cái ống này để các bạn khoan nhé. Đấy, các bạn thấy bọc cái dây chun vào để lấy cái mức cho nó tròn đều các bạn nhé, cho nó cân, để bắt đầu chúng ta chấm lỗ để lấy bút dạ chấm lỗ để chúng ta khoan. Sau khi chấm xong thì các bạn sẽ được một cái mức thế này. Sau đó các bạn dùng mũi khoan các bạn khoan thôi. Với kinh nghiệm thì lần này mình sẽ khoan nhiều lỗ hơn, nhưng mà bằng cái mũi khoan nhỏ hơn các bạn nhé. Trước khoan lỗ mũi khoan to quá là cám nó chui qua rất là bất tiện. Mình bắt đầu khoan đây ạ. Trước khi khoan thì mình có lấy thử một hạt cám ra, mình xem cái cỡ cám của mình nhé. Cám mình là cám Aqua Master các bạn nhé. Và mình lấy cái mũi khoan nhỏ nhất để mình thử, thì thấy mũi khoan này nó nhỏ hơn hạt cám, thế là mình ok rồi. Đây lưỡi khoan nhỏ nhất. Lúc đầu thì mình định dùng cái lưỡi khoan như thế này, lưỡi khoan này thì nó hơi to, nó bằng hạt cám nên khả năng là nó vẫn chui qua, nên mình không chọn, mình sẽ chọn cái nhỏ nhất các bạn nhé. Mình đã khoan được hai hàng rồi các bạn ạ, hai hàng trên cùng là tức là ngang bằng mặt nước. Ngang bằng mặt nước thì cá nó nổi mà, thì mình sợ là nó sẽ chui vào, nên mình đã dùng cái loại con nhỏ nhất.
hai hàng trên là nhỏ nhất, nhưng bây giờ còn hàng cuối cùng ở dưới có lẽ là mình sẽ cho một cái mũi con to hơn, bởi vì là dưới hai cái hàng này thì nó chìm xuống dưới nước rồi thì không có khả năng cám với chu vào được, nên là mình sẽ cho to hẳn ra để nước nó thoát nó mạnh hơn các bạn nhé. Mình cho hẳn lại mũi con to gấp đôi này luôn, thử xem thế nào, có được thì lại làm lại, không sao cả. Đây là cái co 90-60 mình đã vừa khoan xong các bạn ạ. Các bạn thấy hai hàng trên là mũi khoan nhỏ nhất để tránh cái việc cả nó lọt vào các bạn nhé. Còn hai hàng dưới mình lần lượt mình cho hai loại khoan to hơn. Ở dưới cùng là to nhất là mình cũng khoan thưa nhất. Bây giờ mình cho vào test nước mình thử xem nhé. Hy vọng nó sẽ xoay được các bạn, nếu không xoay được thì thôi. Không sao cả nhé. Các bạn nhìn bên trong là cũng rất là sắc nét rồi đúng không? Mình đã lắp thử các bạn nhé, để xem nó hoạt động thế nào. Mình đang đợi nước đầy, đang bơm, đợi bơm nước vào các bạn ạ. Đây là cái mặt mình chế lại một đoạn ống để ống này ống 75 để nối đúng không ạ? Sau đó thì làm cái co 90 khu về 660 đặt vào đây, nó không kín đâu các bạn, nó vẫn còn đoạn hở đấy, chính là để cho nước có chảy qua những cái đường khoan đây để xem nó có xoay không các bạn nhé. Nếu mà nó xoay được thì phải là tuyệt vời đấy, xem nhé. Bây giờ mình sẽ đợi nước nó vào đây về, xong rồi chúng ta cùng xem. Đợi mình một chút nha. Đã bơm gần đầy bể rồi các bạn ạ. Nước bắt đầu chảy qua các cái lỗ khoan. Đầu tiên là nó chảy qua cái ba cái lỗ khoan to nhất ở hàng dưới, cái hàng dưới của cái thu này các bạn nhé. Cái hàng dưới mình khoan lỗ to nhất thì nước đang chảy vào đấy các bạn. Không xoay được. Khả năng không xoay được đâu các bạn ạ. Vì lực hút có vẻ yếu. Sắp đầy rồi các bạn nhé. Thì xem một lúc nữa xem có đầy bằng bằng mặt hồ này, xem thì nó chảy vào thì nó có xoay không. Thì sao mình nghĩ là không xoay rồi. Đây, nước đang bơm vào các bạn nhé. Mình là dùng nước giếng khoan. Bơm trực tiếp từ giếng khoan lên. Cũng có kiểu xoáy xoáy vào nhưng mà chỉ xoáy nước thôi nhé các bạn nhé, còn cái mặt thì nó cũng xoay. Cá mà nó xoay được thì tốt, thì đẹp quá. Nếu mà xoay như này thì đẹp đúng không các bạn, giống như trên clip ấy, trên clip các anh làm xoay đẹp lắm. Còn mình thì đấy, nó xoáy rất là tốt nhưng mà vẫn không xoay được, nhưng mà đẹp hơn cái cũ rồi các bạn ạ. Đẹp hơn cái này nhiều. Cái này bye bye, cái này phiên bản thứ hai này thì tạm biệt nhá. Các mình bỏ cái này thì sẽ dùng cái phiên bản thứ ba này. Đấy, thấy vào rất nhìn rất đẹp mắt. Cũng rất ổn các bạn. Có thể là nó không xoay được như em mong ước của mình, nhưng mà nhìn nước nó xoay này mình cũng thấy nó sung sướng. Cảm giác nó rất là sung sướng các bạn ạ. Thì cái gì mình tự làm ra được mình vẫn thấy thích hơn. Còn như cái mặt này nếu mà mua thì nó cũng phải đến 1 triệu ấy, rẻ thì cũng phải 300-400 là các bạn làm handmade. Còn nếu mà mua của những cái cửa hàng cá coi lớn thì nó là tiền triệu ấy. Cũng có trước cũng mình up lên cái clip cũ thì có một bạn cái nick gì mình sầu đời hay là cái gì ấy, vào chửi bới mình rất là bậy bạ, bảo là nói bậy và chửi cái clip của mình ấy, bảo mình thế này thế nọ ấy. Là đã làm không ra gì được quay clip, mình cũng nhanh vào mình xóa đi thôi các bạn, chứ mình không có đôi co gì với những cái hại người như thế. Hay là có những bạn bảo là sao không ra mua luôn cho nhanh, thì thật ra thì mua luôn cũng càng tốt thôi, những cái gì làm sẵn thì nó chắc là nó chuẩn hơn, có tiền thì mua thì vẫn ok hơn đúng không các bạn. Nhưng mà mình thì cũng không phải là mình bảo không dám nói là mình không có tiền, hay là mình nói
có tiền thì như thế cái nọ, rồi nói về tiền thì nó vô cùng lắm, mình không đề cập đến vấn đề đấy. Nhưng mà mình thấy thì như cái gì mình giống như cái khát nước này các bạn ạ, tự làm ra được thì hay là cái dàn ba ki thì mình cũng tự làm các bạn nhé. Và cái hút mặt là mình cũng tự làm, và cả cái hồ này thì ra mình tự làm rồi. Thì vẫn có những cái niềm vui riêng đúng không các bạn? Cái niềm vui đấy nó không phải là tiền bạc mua được. Những người chơi coi thì chắc là phải cùng có đam mê chơi coi thì mới hiểu được cái vui sướng mà mình làm ra được các bạn nhé. Cảm ơn các bạn nhá. Như vậy là các buổi ngày hôm nay là mình làm cái hút mặt phiên bản thứ 3 thì mình thấy ok rồi. Mình sẽ bỏ cái phiên bản thứ 2 đi. Đây là cái phiên bản thứ 2 đây. Và mình sẽ dùng cố định cái mặt hút mặt này các bạn nhé. Hàng trên mình khoan lỗ rất là nhỏ để ngăn cám nó chui vào, còn hàng dưới thì khoan lỗ to thì để cho nước nó chảy qua cho nó nhanh. À, cám này là cám nổ làm nước nên là nó không thể nào nó chui qua được cái hàng dưới rồi. Cảm ơn các bạn đã xem clip nhá. Hy vọng là clip tiếp theo được các bạn ủng hộ hơn ạ. Chào các bạn nhá.